Đang buồn chán vì ế ẩm không có một khách, chủ quán bỗng tỉnh cả người khi thần tài lũ lượt kéo đến. Vừa buồn chán lại thêm cơn buồn ngủ từ đầu giờ chiều không có một khách nào trong quán. Cô gái đứng đứng ngồi ngồi, ngó nghiêng nhìn trời đất trong vô định, thì bất ngờ tỉnh cả ngủ khi thần tài lũ lượt kéo đến, ngồi full cả quán chỉ trong một nháy mắt. Từ clip quay lại cho thấy, từ phía cánh cửa đang được hé sáng, từ từ một người, hai người, cho đến khoảng gần 50 người lần lượt bước vào quán và ổn định chỗ ngồi trong chốc lát. Trong đó phần nửa là phụ huynh và nửa còn lại là các em nhỏ được bố mẹ dẫn đi theo. Như vậy, chỉ với khoảng đôi ba phút, toàn bộ bàn ghế chỗ ngồi gần như được phủ kín lượng khách. Trong khi đó, cô chủ mừng ra mặt khi bỗng nhiên thần tài kéo đến, đôi tay phải làm lia lịa để kịp mang hàng chục cốc chè ra cho khách. Khoảnh khắc ấy đã giúp chủ quán đạt đủ KPI doanh số trong ngày. Tuy mệt vì phải làm số lượng lớn trong cùng một lúc, tuy nhiên đổi lại là niềm vui mà bất kỳ ai làm nghề buôn bán dịch vụ cũng khao khát được trải qua hàng ngày. Một vài bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại ở bên dưới video. Thành tâm xin vía sẽ có thần tài ghé quán như trong clip, xem thôi mà cảm thấy vui lây ở trong lòng. Vào khoảng 50 người rồi gọi mỗi người một món thì lúc đấy chủ quán tiền đình luôn, ba chân bốn cẳng làm cũng không kịp. Một phát full bàn là có thật, ngày nào cũng vậy thì tuyệt vời ông mặt trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.